Trong hành trình khám phá sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam, tôi đã đến bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để tìm hiểu về nghề rèn của đồng bào Mông ở đây. Làng quê Thanh Bình này có những người thợ rèn đã gắn bó nhiều năm với công việc giữ lửa cho nghề truyền thống của dân tộc mình. Chào chào anh Tạc ạ. Chào chào ạ. Các bạn nghe rèn ạ. Tôi đang rèn ạ. Cháu đang đi tìm hiểu về nghề rèn của người Mông ạ. Đâm máy lại gặp cả bạn ở đây. Đang lên ở đây là lò của người Mông đây. Dạ. Đấy, các bạn cho cháu vào xem nhé. Con ở ngoài nữa bên. Bác Mùa Bá Chia năm nay 77 tuổi, còn bác Vừ Vả Sành cũng đã gần 60. Họ sẽ là những nhân vật giúp tôi tìm hiểu về nghề rèn của người Mông. Nghề rèn này thì làm mùa đông thì có lẽ đỡ hơn. Hai bác bắt đầu học nghề rèn từ lúc nào ạ? Bác thì bắt đầu học là năm 18 tuổi ạ. 18 tuổi là bắt đầu học. Học làm dần đến làm việc nữa. Cho nên là năm 99 là bắt đầu làm chuyên nghiệp đến gì. Dạ. Thế con bác Xanh thì sao ạ? Từ 18 tuổi thì cũng như là tự làm. Lúc đầu thì làm cái rau quạt, làm một ngày là không được một cái rau. Thì mà sau là làm dần là mình quên thì mình làm được. Vậy ai là người dạy cái nghề rèn này cho các bác ạ? Riêng bác Chia là ông bố biết tiền, ông bố dạy cho. Bài cho mà làm. Thế con bác Xanh thì sao? Bác Xanh thì cực là ông ngoại. Là cũng như là đi xem mà ông ngoại thì là cũng biết làm. Trong bản này chỉ có hai người thôi làm, thì không ai làm à. Toàn là cũng như là cái cụ phải là hư hỏng rồi đưa về cho hai ông sửa thôi. Thích nghề thì mới làm được. Không thích nghề là làm thời gian là bỏ đi. Thích nghề là mình cứ làm mãi. Mà mình nghĩ là cái truyền thống của ông cha để lại là mình phải giữ. Phải truyền lại cho con cháu nữa. Già rồi đang còn làm nữa. Vừa là làm cho mình có đồng tiền sử dụng nữa. Cái thứ hai nữa là coi như là mình thể dục nữa. Cả là anh em trong bản ở Rừng Nhơ. Nên là cũng làm thì cả là ai cũng bỏ cả. Cũng như là tuần là đi mua thì cả là cũng không có đồng tiền đi mua. Với bác Xanh, cái bếp rèn của nhà bác nhưng mà nó tắt bếp, nó nguội lạnh một thời gian thì bác có thể nhớ không? Có chứ. Có cái là đi rải cũng như là một tháng này là cũng như là về vẫn nhớ cái lò rèn đấy. Mình nhớ lò rèn nên mình lại bắt tay không mình rèn tiệm. Mình làm tiệm thôi. Mình nghĩ là mình rèn như thế nào là mình cũng phải nghiên cứu nữa chứ. Làm thì phải là cũng như là lòng phải nghỉ, cũng như là mới làm thế nào cho đẹp này, mới làm thế nào cho họ ưng này, cũng như là phải nghỉ trong lòng cả. Không phải là mình tự không suy nghĩ là tự làm. Là không suy nghĩ là tự làm thì không được. Làm cho đẹp này. Là khách hàng đến mua là mua loại như thế nào. Là mình sẽ hiểu. Mình phải nghiên cứu là người ta thích như thế nào. Con người là một người thích một kiểu. Bác ơi, những cái đồ dùng này là của các bác rèn hết chứ à? Vâng, của bác rèn cả đó. Dạ. Cái này là cuộc này. Cái này là dấu quộm này, còn cái này là dấu nhuộn. Thế bây giờ thợ rèn nhà Mông thì hay rèn cái gì nhất ạ? Hay rèn cái dấu nhuộn nhất. Vì dấu phát này là người thợ xoay dùng. Cái dấu này đúng không ạ? Rèn nhiều rồi. Dấu dùng nhuộn nhiều là hoàn chỉnh đó đấy, dấu nhuộn nhiều. Đây có phải là một cái đồ dùng rất là thân thuộc của người Mông ạ? Dạ, của người Mông làm ạ. À, con giáo này đẹp quá. Bác ơi, thế bây giờ
Các bác có thể rèn cho cháu xém một con giáo và cháu sẽ phụ giúp về công việc này rồi các bác ạ. Dạ. Con sao nhọn được làm trong hơn nửa ngày trời, trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi sự kỳ công và kinh nghiệm của người thợ rèn. Vật liệu mà làm thì thành ni là thành nhíp ô tô này. Cái ni là cái lời làm mãi cưa sáng, cũng làm được dao sắt lắm. Sau mình muốn cho làm thành cái dao á, là như nhíp đi cũng như thế, mà cái lan đi cũng như thế. Phật cát nhỏ ra, rồi là mổ ra, rồi mình nhấn lửa, rồi mình rèn thành cái dao. Bác chị ơi, cháu thấy ở đấy thì có cả than đá, lại có cả than gỗ nữa. Vậy thì khi mình đúng cái thanh sắt để thì mình dùng cái loại than nào ạ? Mình dùng cái than gỗ trước để cho nó đỏ, rồi là mình bỏ cái thanh là than đá này vào. Thế nhưng mà cái việc dùng than đá hoặc là dùng than gỗ thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái sản phẩm rèn không? Rèn bố là tuy là dùng cái than gỗ. Còn rèn này là rèn cái than đá. Vì than đá là nó tiết kiệm tốt hơn. Nó không tan rồi, có thể là than đá là tan chần. Than gỗ thì hành tan nhanh quá. Dạ. Cũng như là mổ hai lần là tan hết rồi. Thành tro hết rồi. Thì than đá này nó là lâu rồi chị. Chiếc bể có thể xem là một minh chứng cho sự phát triển từ rất sớm của nghề rèn. Thuở xa xưa, người Mông đã sáng tạo nên một vật dụng có cấu tạo và nguyên tắc hoạt động như chiếc bơm xe đạp khổng lồ nằm ngang. Thân cây được khoét rỗng phía trong. Piston là một miếng gỗ tròn như cái thớt, có gắn lông gà xung quanh để dễ dàng di chuyển. Người thợ đẩy piston rất nhẹ nhàng để tạo ra gió, làm đỏ lò than. Khi hồi trước là cũng như là phải hai người. Hai người thì có một người là cũng như là đẩy, là một người cũng như là làm. Nhưng mà dừa thì phải là có mà máy là thổi nên thì một người làm thôi. Khi là cũng làm thì có hai người thì cần tốt, nếu không có là một người làm cũng được. Quạt điền thì bây giờ nó đã giải phóng sức lao động rất là nhiều cho người thợ rèn, nhưng mà theo cháu những cái đồ vật mà cổ xưa như thế này thì mình cũng nên giữ lại, giống như là một cái vật kỷ niệm mà cha ông để lại ấy, để mà lưu giữ cái nghề truyền thống là nghề rèn của người Mông, đúng không ạ? Cái nghề phần để lại cũng như là đồ cũ của ông già hồi xưa, cũng như là ông già là làm thế nào thành cái dao này, làm là thành cái cuốc này, làm cái gì là thành, thì là sau là phải có cái này là kể cho con cháu biết. Thanh sắt sau khi nung đỏ đã có độ dẻo nhất định, được đưa lên đe, dùng búa đập mạnh để tạo hình dáng theo ý muốn. Đây là công đoạn đòi hỏi nhiều sức lực và sự kiên trì của người thợ rèn. Thật dễ hiểu là vì sao đã gần 80 tuổi nhưng bác Chia vẫn có được thân hình tráng kiện như vậy. Bác ơi, bác cho cháu giúp bác một tí nhá, để xem là cái sức khỏe của cháu đến đâu. Đập thế dưới ní thôi nhá. Dạ. Đập thế ní mỏng nhá. Đây đúng ạ, bên này. Dạ, đúng như chiều. Đúng chưa? Cái tàn gì nữa. Đúng chưa? Có mảnh đâu. Đấy là rồi đó nhá. Đập cho đúng như ở cái đen rồi. Sau khoảng 10 nhát búa, tôi đã phải trả lại nó cho bác Chia, bởi đây thực sự là công việc không dành cho phụ nữ. Chỉ qua đôi tay rắn chắc của người thợ rèn, thanh sắt xù xì ban đầu mới dần hiện hình thành con dao nhọn. Con dao tiếp đó được đem đi mài để làm mất đi vẻ sần sùi đen đúa. Khi còn dùng mài đá, thao tác này tốn rất nhiều thời gian. Nhưng với sự giúp sức của chiếc máy này, chỉ trong chốc lát, nó đã có một diện mạo hoàn toàn mới. Cùng lúc đó,
bác Chia đang tra cán gỗ cho con dao của mình bằng sức nóng của lò than. Bí quyết nghề rèn nhiều khi rất khó chia sẻ, vì nó là kinh nghiệm của mỗi người thợ và không phải lúc nào cũng có thể diễn tả hết bằng lời. Bác ơi, làm sao để mình biết là đâu là cái thời điểm tối thích hợp ạ? Đó là do là mình quan sát cái dao nó đỏ đều là đỏ đủ đồ là tôi làm tôi là tôi da quá thì nó lại cũng được, nó lại bể, mà tôi non quá là nó không sát, tôi là đúng chất của nó được như sát. Cái tôi này là con trồng nhất, đó là bắt đầu tôi này. Dạ. Ở đấy là bạc tôi bằng cái gì đấy? Mở. À. Bác ơi, cái việc mình tối bằng mỡ thì nó có khác gì so với tối bằng nước và bằng cái cây chuối không? Thôi thế này đang khác hơn. Tuy không đòi hỏi sức mạnh, nhưng việc làm cán dao lại cần đến sự khéo léo, tinh tế và chính xác của người thợ rèn. Lúc này, tôi cảm giác họ giống những người thợ mộc hơn. Bác ơi, cái gỗ để làm cán dao là loại gỗ gì ạ? Loại gỗ mà làm cán dao là gỗ đỏ. Sau trước thì đỏ thế này. Mà sau mình làm ra mà mình dùng là nó chuyển cái màu đen như cái sừng trâu. Cán dao này là cũng chính là từ cái gỗ đỏ này làm thành đấy ạ? Làm ra luôn. Ngoài ra, cán dao còn được làm từ sừng trâu. Đây chính là điều đặc biệt của con dao do người Mông làm so với các tộc người khác. Sừng trâu thì hẳn chắc hơn, hẳn là cũng tụt. Cán gỗ thì hẳn là sau hẳn là tụt. Chỉ là sừng trâu nó có cái đinh, có ba cái đinh dự là không tụt được. À, một lát nữa là mình sẽ đóng đinh qua cả cái lỗ này. Ừ, cũng đóng đinh qua cái lỗ này. Dù đã có sự hỗ trợ của máy móc, nhưng có những công đoạn, người thợ rèn nhất thiết vẫn phải làm thủ công, ví như việc mài bằng đá để cho con dao thật sắc. Trong cái quả trình mài thì có cái kỹ thuật gì phải lưu ý không ạ? Phải lưu ý là mình mài thẳng. Mình mài thẳng thế này nó sắc tốt hơn. Mà sau khi mài xong á, là mình thử vào cái móng tay này. Có ăn móng tay không? Nếu đã ăn bằng tay rồi là đúng là sắt hiểu rồi, đúng rồi. Đó. Dao đi làm bát để làm sống nó mở bể thì cháu để bác cũng có chi là bác tả thì dao này cho cháu kỷ niệm đưa về miền xuôi ở đi núi mà cũng có chi. Dạ, dạ ạ. Cháu cảm ơn bác ạ. Được cái món quà này thì mình rất là quý đó. Nhưng mà phần nữa là cẩn thận là khi mình đưa vào là mình phải cơm thế này. Còn khi rút ra cũng phải cơm thế này. Còn cơm thế này là trường hợp mà nó ra cái lời chỗ này là... Bị đứt tay đúng không ạ? Bị đứt tay. Còn chiếc dao này là chiếc dao bác là làm để dùng được 2 năm rồi. Nam người Mông ta là hay tiêu vào trứng như thế. Hay tiêu thế này. Mình trả vào một bến hống ở đây ạ? Dạ, tiêu một bến. Thì mình cần sử dụng là mình rút thế này ra. Rút thế này ra là chặt. Chặt xong rồi mình lại đưa vào tiếp. Cháu mà về dưới suối mà treo một cái này chắc là mọi người sẽ sợ. Nên là cháu sẽ treo nó treo trên tường thôi. Vâng, để làm kỷ niệm. Không có, dạ. Trên thì toàn là người dùng nhiều. Dạ. Con dao nhọn là đồ dùng rất thân thuộc
trong mỗi gia đình người Mông. Không chỉ chặt phát chướng ngại vật trên đường đi, người đàn ông Mông còn dùng để tự vệ khi phải đối mặt với sự tấn công của thú dữ nơi rừng núi. Nó cũng là kết tinh của các yếu tố, kỹ thuật, thẩm mỹ và công sức mà người thợ rèn đã dày công chế tác. Chính bởi vậy, vượt ra khỏi giá trị của một đồ dùng thông thường, con dao nhọn trở thành biểu tượng văn hóa, thể hiện sức mạnh, ý chí, lòng dũng cảm và tính chiến đấu của người đàn ông dân tộc Mông. Ngoài dao, các sản phẩm rèn khác của người Mông đều có nguồn gốc từ tập quán sản xuất trên vùng núi cao, nơi có nắng gió, mây mù và khô cằn sỏi đá. Nếu không có con dao, cái cuốc, lưỡi cày thật bền, thật sắc thì không thể canh tác nổi. Mưu sinh khắc nghiệt là vậy, nên từ bao đời nay, người Mông rất coi trọng nghề rèn và luôn có ý thức ngày càng hoàn thiện để đạt đến trình độ tinh xảo. Nhờ có sức lao động và sự giúp sức của những đồ rèn, người Mông đã làm nên những vụ mùa no ấm. Không chỉ phục vụ gia đình, ngày nay đồ rèn của người Mông còn được bày bán ở chợ. Bác Chia đang chuẩn bị những con dao để vợ mang ra thị trấn. Người phụ nữ này kém bác 30 tuổi, nhưng sự chênh lệch đó dường như chẳng thể làm mất đi nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đôi vợ chồng đặc biệt này. Thật thú vị khi được nghe những chia sẻ của một người thợ rèn cao tuổi nơi miền Sơn Cước về bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình. Thì cũng phải chiều phụ nữ là hẳn không thích khổ. Một là không thích khổ, hai nữa không thích làm nặng, làm nhẹ, và thì làm cái chi mà sơ sót được cái chi nào đó là mình cứ nói nhẹ thôi, không cần mà nói nặng lời với nhau, thì hẳn mình khỏe được. Nói nặng lời một cái là hẳn buồn, là hẳn không khỏe được. Bình thường hàng ngày thì bà có nói nặng nhẹ nhàng với vợ của mình không? Có chứ. Rồi thì hẳn trẻ hơn là hẳn không ở với mình rồi. Bà gái ơi, bà Chia hàng ngày ở nhà có chiêu bà không? Có. Có, thế thì sướng nhất bà cái đấy. Tuy chỉ nằm một góc khiêm tốn trong khu chợ lớn, nhưng những con dao Mông vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, cho dù giá của nó không hề rẻ, dao động từ 150 đến 300 nghìn đồng tùy loại. Người mua để dùng, có người lại xem như món quà lưu niệm. Đây là dao của người Mông Nam này ạ. 320 nghìn. Anh thấy dao của người Mông so với các loại dao khác nó có khác nhau không? Có bền hơn. Nếu không bền thì không bán được, người ta câu được. Người khá cũng tin tưởng đến người dâu của người Mông. Cũng chính bởi thế mà nghề rèn đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể và ổn định cho gia đình Bắc Chia khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Bà ơi, mỗi ngày mình thường bán được khoảng bao nhiêu con dao ạ? Một sáng mà bán được một cái, một chiều mà bán được ba cái. Thế là mỗi ngày bán được khoảng 7 con dao? Thế là cũng nhiều rồi đấy. Nhiều chứ. Nhiều chứ. Có nhiều ý nghĩa là vậy, nên người Mông luôn dành cho nghề rèn sự trân trọng đặc biệt. Vào dịp lễ Tết hoặc một ngày nào đó trong năm, nhà nào làm nghề cũng đều tổ chức lễ cúng tại gia đình để tri ân nghề rèn. Cái lễ cúng đây là có ý nghĩa như thế nào hả bác? Cái lễ cúng này là có ý nghĩa là làm cho mình rèn đó là không nứt này, để không mình đập là không bay vào mình này, không trúng vào người này. Mình tươi là không cho nứt nẻ, nó đảm bảo cho nó tốt. Đối với dùng là ai đối với dùng là cho nó tốt, bảo vệ tính mạng của con người đi nương đi dài.
có nghĩa là mình cầu mong những cái điều tốt đẹp sẽ đến với người thợ rèn và nghề rèn. Thợ rèn xem bếp than, cái bể, chiếc đe, cái búa là những người bạn tri kỷ, ứng xử với chúng như vật có linh hồn và đời sống riêng. Chúng đã đồng hành với họ qua một năm với bao vất vả, buồn vui, trăn trở để giữ lại một nghề truyền thống, tránh khỏi nguy cơ mai một. Và ngày Tết là dịp mà tất cả cùng nghỉ ngơi để sau đó lại bắt đầu một năm với nhiều điều may mắn. Những tờ giấy do chính người Mông làm ra được dán niêm phong lên đồ rèn để khẳng định quyền sở hữu của gia chủ. Cũng chính là ước mong của người thợ, không muốn để mất đi nghề truyền thống của dân tộc mình. Với gia đình người thợ rèn, mỗi khi có dịp tụ họp đông người, câu chuyện được họ đưa ra bàn luận thường là việc làm nghề và truyền nghề cho con cháu. Người Mông gọi là nghề nóng, cho nên phải chịu khổ mà làm. Nghề đi là người già làm nhiều thôi, chứ nghề thanh niên là không ở được. Hay đi, nghe người ta nói chỗ đi làm được, ra tiền là hẳn đi rồi. Vì là cái nghề là làm người thợ riêng thì phải yêu nghề thật mới làm được, không yêu nghề thì không ăn được. Thế con bác Xanh thì bác có truyền nghề lại cho các con trai của mình không? Bác thì cũng mới truyền cho hẳn biết. Cho hắn là sau hắn là được, nhưng mà có cái là sợ hắn không chịu. Anh ơi, thế theo anh thì vì sao mà những người trẻ bây giờ thì họ không có mặn mà với cái nghề rèn truyền thống của cha ông mình ạ? Một số thì đi học này, đi công tác này, đi làm này, thì đang ham muốn cái này cái khác thì chưa làm được. Sau này thì tôi trong tuổi như ông anh như này, thì mình bắt đầu tự đi cùng người làm. Chào tạm biệt mọi người ạ. Tạm biệt các bác, các bé và anh ạ. Vâng ạ. Dạ. Chúc mọi người sẽ luôn dồi dào sức khỏe và sẽ giữ được cái nghề rèn truyền thống của dân tộc mình ạ. Tạm biệt mọi người ạ. Khỏe nhá. Dạ. Sau cho lại thăm nhá. Dạ. Rồi bản Sơn Hà, tôi rất mong là một ngày nào đó sẽ được quay trở lại đây để chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của nghề rèn. Và con dao này thì tôi sẽ luôn giữ bên mình để nhớ tới những người bạn Mông đang cố gắng giữ lửa cho nghề rèn truyền thống của dân tộc mình.